À là con này con bộ xuống dưới một tầng. Ốc thêm dầu, ốc xả dầu à. 14. Bắt đầu thế. Tháo nắp. Ơi. Ngạc nhiên chưa? Đây là mặt bích kìa. Nó có một cái phớt là phớt trục bánh của con này là 45 62 x 8. Và loại này đặc biệt hơn đấy là nó dùng đến 2 phớt. Này, 2 phớt liền. Nên là mọi người là chú ý. Phớt này chắc là mình sẽ không tháo đâu. Tháo ra là hỏng mất. Cấu tạo bên trong rất chi là đơn giản. Vòng bi của nó là nó có vòng, một vòng bi thường và một vòng bi côn. Bi côn này tí nữa mình khám nghiệm tử thi, à chết nhầm, khám nghiệm đồ vật xem là nó cỡ bao nhiêu loại nào. Nói đi. Đây là mình tháo cái chốt khóa của cái răng quả dứa trên này. Bánh răng quả dứa trên này là nó có tác dụng là chuyển động ngang từ trục từ từ bánh